Có mặt tại Vida địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như bạn đã thấy ở đây mình có một cái màn hình touchscreen của Iran với cái mã sản phẩm là AR36WTS. Vậy thì cái màn hình touchscreen này nó có gì khác biệt so với những cái dòng màn hình touchscreen khác? Thì đây là cái màn hình touchscreen được cài đặt sẵn cái hệ điều hành Android với phiên bản 4.4.2. Và với việc cài đặt một cái hệ điều hành như vậy thì nó có thể hoạt động một cách độc lập với những cái chiếc đầu karaoke của chúng ta. Đó, nghĩa là nó có thể kết nối được với nhiều đầu karaoke thông minh mà có hỗ trợ kết nối với những cái thiết bị ngoại vi khác. Đó, thì có thể xem cái màn hình touchscreen AR36WTS này như là một cái máy tính bảng cỡ lớn. Thì như bạn đã thấy thì tuy cái màu sắc nó không được đẹp nhưng mà những cái icon ở trên này nó rất là rõ ràng. Đó, trong cái một application này nó tương tự như là một application của cái một cái chiếc máy tính bảng hay một cái chiếc điện thoại thông minh chạy nền tảng Android. Nó cũng có cái kho CH Play để cài đặt những cái ứng dụng. Thì ở đây mình thấy là nó cài đặt sẵn những cái ứng dụng dành cho cái đầu karaoke thông minh mới nhất của Iran, đó là cái đầu karaoke Iran Smart Car. Thì ở đây có ứng dụng Smart Smart Car Bass đó, thì mình sẽ vào cho các bạn xem. Thì với cái ứng dụng này, khi bạn kết nối với đầu karaoke Iran Smart Car qua tín hiệu wifi chung hay là qua tín hiệu wifi hotspot, thì cái màn hình touchscreen này có thể truy cập được dữ liệu đó, và từ cái dữ liệu đó thì bạn có thể dữ liệu ở đây đó là dữ liệu bài hát, và bạn có thể tìm kiếm được những cái bài hát trên cái ổ cứng của Iran Smart Car, từ đó là thao tác chọn bài, tìm bài một cách dễ dàng hơn rất là nhiều đó. Thì để thoát cái ứng dụng ra thì chúng ta bấm cái phím home ở bên cạnh này đó, thì nó sẽ trở về cái phím home ở đây đó. Thì ngoài ra bạn còn có thể sử dụng cái màn hình touchscreen AR36WTS này để kết nối với những cái chiếc đầu karaoke thông minh khác, chẳng hạn như là BTE. Ở đây có một cái ứng dụng điều khiển đó của BTE đó, thì khi vào cái ứng dụng thì chúng ta kết nối, thì cái việc kết nối cũng rất là đơn giản, nó giống như việc kết nối của máy tính bảng hay smartphone với cái chiếc đầu karaoke BTE thôi, thông qua wifi chung hay là thông qua tín hiệu wifi hotspot của cái đầu karaoke BTE phát ra. Đó, rất là đơn giản. Ở đây thì mình không có cái chiếc đầu karaoke BTE cũng như là không có mở cái chiếc đầu karaoke Iran Smart Car lên để thực hiện việc đồng bộ đó, cho nên mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn thấy thôi. Ở ngoài ra thì nó còn có thêm những cái ứng dụng rất là tiện lợi khi hát karaoke đó, như là Smart Karaoke Remote đó. Thì ngoài việc kết nối với những cái chiếc đầu karaoke thì bạn còn có thể sử dụng cái màn hình touchscreen AR36WTS này để kết nối với những cái thiết bị đầu phát khác. Thiết bị đầu phát ở đây là thiết bị đầu phát xem phim HD 3D này nọ, chẳng hạn như hay media, những cái thiết bị đầu phát mà hoạt động trên nền tảng Android. Bởi vì ở đây mình thấy có một số cái ứng dụng khá là hay trên những cái chiếc đầu phát, chẳng hạn như là Hi Control đó. Đó, rất là nhiều đó. Ngoài ra thì bạn còn có thể vào kho CH Play để tải thêm những cái ứng dụng mà giúp cho cái việc kết nối với những cái thiết bị khác đó. Thì đây là cái màn hình touchscreen rất là tiện lợi cho việc sử dụng tại các cơ sở kinh doanh phòng karaoke, bởi vì việc kết nối của nó không quá rườm rà đó, đồng thời là nó có thể tương thích với nhiều dòng đầu karaoke khác nhau đó, bạn không phải tốn quá nhiều chi phí để mua những cái màn hình touchscreen đi kèm theo đó. Rồi, thì về chi tiết cái màn hình touchscreen Iran AR36WTS này, bạn có thể gọi đến Vida qua số hotline 0902 799 186 để được tư vấn cũng như là giải đáp một cách trực tiếp từ cái nhân viên bán hàng của Vida đó. Và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí, hoặc là bạn có thể đến tại Vida ở địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc là 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận để có thể sờ tận tay, trải nghiệm trực tiếp trên cái chiếc màn hình touchscreen AR36WTS này. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.